ngày vía Phật Quan Âm, những điều nên làm. Bồ Tát Quan Thế Âm tượng trưng cho sự yêu thương, sự đại từ đại bi. Ở nơi đâu có khổ đau, có khó khăn thì Ngài luôn xuất hiện ở đó, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. Vậy nên trong những ngày vía của Ngài, chúng ta có thể làm gì để thể hiện lòng tôn kính của mình với Bồ Tát Quan Thế Âm? Có rất nhiều Phật tử phát nguyện ăn chay, có người lên chùa. Cũng có Phật tử nguyện trì tụng chú Đại Bi. Có người vì tưởng nhớ đến công đức của Bồ Tát mà in ấn kinh, làm từ thiện, phóng sinh để tạo thêm phước lành. Những việc làm trên đều rất tốt. Nếu như không có điều kiện và không biết làm gì, thì bạn cũng chỉ cần không tạo thêm tội, giữ tâm ý trong sạch, không nói điều ác, không làm điều ác, tha thứ bao dung cho tất cả mọi người, hay cùng nhau chấp tay thề nguyện ba điều sau. Xin nguyện yêu thương bản thân. Thương yêu bản thân là mình thương yêu hết toàn tâm của mình, luôn chấp nhận con người thật, kể cả điều xấu lẫn điều tốt. Khi yêu thương bản thân mình thì bạn sẽ có thể giúp cho chính mình có cơ hội phát huy, bổ sung, hoàn thiện bản thân, hướng đến những điều tốt đẹp. Từ yêu thương bản thân mình, bạn sẽ nghĩ đến những người xung quanh mình, từ đó luôn yêu thương họ, quan tâm họ, bao dung họ nhiều hơn, rồi dần dần sẽ bỏ những điều không tốt, thói quen xấu của chính mình, làm cho mọi người không phải lo lắng đến ta. Chính điều đó thôi, bạn đã làm được một việc rất tốt. Yêu thương bản thân mình giúp ta sửa chữa những điểm yếu, phát triển điểm mạnh, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Làm được như vậy là theo đại nguyện lớn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin nguyện nhẫn nhục trước mọi thuận cảnh và nghịch duyên. Nhờ vào tâm nhẫn nhục mà Bồ Tát đã vượt qua bao kiếp nạn. Thực tập tính nhẫn nhục của Ngài cũng là một chuyện rất tốt. Nhẫn nhịn giúp ta giữ được tâm điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi thuận lợi hay khi nghịch duyên. Nó không làm ta trở nên kiêu ngạo. Khi có người dành lời khen cho mình, tâng bốc mình, và nó cũng không làm cho ta phải buồn phiền, đau khổ khi mọi điều không may xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta nhẫn nhịn để tâm được thanh nhàn, chứ không phải nhẫn nhịn để nghĩ cách trả thù. Điều đó không phải là điều mà Bồ Tát mong muốn. Xin nguyện lắng nghe sâu sắc nỗi thống khổ của mọi người xung quanh. Việc lắng nghe rất tốt, nó không chỉ giúp ta hiểu rõ hơn về những nỗi thống khổ, buồn phiền của những người xung quanh ta, giúp ta hiểu họ hơn, mà nó còn giúp ta phát sinh tâm từ bi. Nhờ vậy mà ta có thể giúp đỡ họ, xoa dịu được những khúc mắc mà họ đang đeo mang bên mình. Ít nhất, ta có thể giúp họ cảm thấy thoải mái khi được giải bày những chất chứa trong tâm hồn. Hiện nay, những người theo đạo Phật và thờ Quan Thế Âm Bồ Tát ngày càng nhiều. Họ mong muốn Bồ Tát có thể phù hộ cho gia đình của họ được bình yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về các cách thức thờ Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Cách bày trí ban thờ. Ban thờ Phật Quan Âm Bồ Tát tối kỵ đặt chung với các tượng thần khác, điều đó ảnh hưởng không tốt và không may mắn. Sở dĩ do Phật Bà vốn thanh tịnh, tinh khiết, ăn chay, khi đặt cùng với tượng thần khác sẽ không tốt,
khi cúng đồ mặn. Nên đặt bàn thờ theo hướng tọa tây hướng đông, tránh tuyệt đối không được quay tượng Quan Âm vào các hướng có nhà vệ sinh, cửa phòng ngủ và phòng ăn. Tượng được đặt tránh hướng cửa và hành lang để tránh xung khí. Không để bàn thờ Phật ngang hoặc dưới bàn thờ gia tiên. Cách trình bày: trên bàn thờ chính giữa là tượng Phật và bát hương thờ dưới chân Phật. Hai bên là hai cây đèn. Hai bên đèn là hai ly nước. Hai bên phía sau là hai bình hoa và hai đĩa hoa quả. Hai ly nước nên được thay hàng ngày bằng nước tinh khiết hoặc nước lọc. Nhang cần phải được thay hàng ngày, không để bàn thờ bụi bẩn. Sắm các lễ chay như hương, hoa tươi, quả chín, đèn, quả, phẩm, xôi chè. Không nên cúng dường các đồ ăn mặn như thịt, các món có tỏi, hành. Hoa tươi lễ Phật như hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn. Không nên chọn các loại hoa dại, hoa tàn. Không nên bày bàn cỗ như yến tiệc để cúng Phật. Ta chỉ cần hương thơm, đèn sáng, hoa tươi trái ngọt, nước tinh khiết là đủ. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện, chúng ta chỉ cần thành tâm hướng về Ngài, bởi Phật là trong tâm của mỗi chúng ta. Hy vọng với những kiến thức có được, ký sự di sản UNESCO đã giúp các bạn có được những thông tin về ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát, và mong mọi người có thể thành tựu đức tính từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm để tự mình hóa giải tất cả những nỗi đau khổ trong cuộc sống.